Đậu rồng rồi thôi ông xào đi, ý ông xúc cho dĩa đi. Quá đẹp, ngon quá bạn ơi. Ông xào này cho con nè. Ủa sao có nhiều đó hả? Còn không? Thôi nhiều thôi. Nhiều đó con ăn, chứ Thanh nó đâu có ăn đâu. Coi chở con cá nữa cho ăn, xúc cho dĩa nè. Chở hàng cá nha. Thôi mình cướp nha bạn, cho bạn. Bạn mà ăn cơm xong mình quay nhé bạn. Dài cái nồi cơm xuống đây. Ok. Gà xuống. Con trai chở đi cho nè. Rồi cướp nhé bạn. Ăn cơm xong mình quay nhé bạn. Bye bạn nha. Bye bye. Các bạn nhớ coi nha.